chẳng chấp thọ, thọ tưởng hành thức, cũng chẳng hoại, thọ tưởng hành thức, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhãn xứ, cũng chẳng hoại nhãn xứ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ sắc xứ, cũng chẳng hoại sắc xứ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhãn giới, cũng chẳng hoại nhãn giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, cũng chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ sắc giới, cũng chẳng hoại sắc giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thanh hương vị xúc pháp giới, cũng chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhãn thức giới, cũng chẳng hoại nhãn thức giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, cũng chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhãn xúc, cũng chẳng hoại nhãn xúc, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hoại các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hoại các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ địa giới, cũng chẳng hoại địa giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng hoại thủy hỏa phong không thức giới, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ nhân duyên, cũng chẳng hoại nhân duyên, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng chẳng hoại đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ các pháp từ duyên sanh ra, cũng chẳng hoại các pháp từ duyên sanh ra, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ vô minh, cũng chẳng hoại vô minh, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng chẳng hoại hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ bố thí ba la mật đa, cũng chẳng hoại bố thí ba la mật đa, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng hoại tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp không nội, cũng chẳng hoại pháp không nội, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng hoại pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ bốn niệm trụ, cũng chẳng hoại bốn niệm trụ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng hoại bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thánh đế khổ, cũng chẳng hoại thánh đế khổ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng hoại thánh đế tập diệt đạo, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ bốn tịnh lự, cũng chẳng hoại bốn tịnh lự, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng hoại bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ tám giải thoát, cũng chẳng hoại tám giải thoát, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng hoại tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp môn đà la ni, cũng chẳng hoại pháp môn đà la ni, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp môn tam ma địa, cũng chẳng hoại pháp môn tam ma địa, hoặc không hoặc chẳng không,
chẳng chấp thọ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hoại pháp môn giải thoát không, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp môn vô tưởng vô nguyện, cũng chẳng hoại pháp môn vô tưởng vô nguyện, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ bậc cực hỷ, cũng chẳng hoại bậc cực hỷ, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ bậc ly cống, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng hoại bậc ly cống cho đến bậc pháp vân, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ năm loại mắt, cũng chẳng hoại năm loại mắt, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ sáu phép thần thông, cũng chẳng hoại sáu phép thần thông, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ mười lực Phật, cũng chẳng hoại mười lực Phật, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng hoại bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ 32 tướng đại sĩ, cũng chẳng hoại 32 tướng đại sĩ, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng chẳng hoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ pháp không quên mất, cũng chẳng hoại pháp không quên mất, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ tánh luôn luôn xả, cũng chẳng hoại tánh luôn luôn xả, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ trí nhất thiết, cũng chẳng hoại trí nhất thiết, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng hoại trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ quả dự lưu, cũng chẳng hoại quả dự lưu, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, cũng chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng chẳng hoại tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng chấp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc không hoặc chẳng không. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc, đây là sắc, đây là không. Thọ tưởng hành thức chẳng hoại không, không chẳng hoại thọ tưởng hành thức, đây là thọ tưởng hành thức, đây là không. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xứ, đây là nhãn xứ, đây là không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là không. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc xứ, đây là sắc xứ, đây là không. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là không. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn giới, đây là nhãn giới, đây là không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là không. Này thiện hiện, sắc giới chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc giới, đây là sắc giới, đây là không. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là không. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn thức giới, đây là nhãn thức giới, đây là không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là không. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xúc, đây là nhãn xúc, đây là không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đây là không. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là không. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là không. Này thiện hiện, địa giới chẳng hoại không, không chẳng hoại địa giới, đây là địa giới, đây là không.
thủy hỏa phong không thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thủy hỏa phong không thức giới. Đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là không. Này thiện hiện, nhân duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại nhân duyên. Đây là nhân duyên, đây là không. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đây là không. Này thiện hiện, các pháp từ duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các pháp từ duyên sanh ra. Đây là các pháp từ duyên sanh ra, đây là không. Này thiện hiện, vô minh chẳng hoại không, không chẳng hoại vô minh. Đây là vô minh, đây là không. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng hoại không, không chẳng hoại hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Đây là hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đây là không. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng hoại không, không chẳng hoại bố thí ba la mật đa. Đây là bố thí ba la mật đa, đây là không. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hoại không, không chẳng hoại tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Đây là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, đây là không. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không nội. Đây là pháp không nội, đây là không. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng hoại không, không chẳng hoại, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đây là không. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn niệm trụ. Đây là bốn niệm trụ, đây là không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đây là không. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế khổ. Đây là thánh đế khổ, đây là không. Thánh đế tập diệt đạo chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế tập diệt đạo. Đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là không. Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn tịnh lự. Đây là bốn tịnh lự, đây là không. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là không. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng hoại không, không chẳng hoại tám giải thoát. Đây là tám giải thoát, đây là không. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là không. Này thiện hiện, pháp môn Đà La Ni chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Đà La Ni. Đây là pháp môn Đà La Ni, đây là không. Pháp môn Tam Ma Địa chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Tam Ma Địa. Đây là pháp môn Tam Ma Địa, đây là không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát không. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là không. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng hoại không, không chẳng hoại bậc cực hỷ. Đây là bậc cực hỷ, đây là không. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng hoại không,
không chẳng hoại bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, đây là không. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng hoại không, không chẳng hoại năm loại mắt, đây là năm loại mắt, đây là không. Sáu phép thần thông chẳng hoại không, không chẳng hoại sáu phép thần thông, đây là sáu phép thần thông, đây là không. Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại mười lực Phật, đây là mười lực Phật, đây là không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đây là không. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng hoại không, không chẳng hoại 32 tướng đại sĩ, đây là 32 tướng đại sĩ, đây là không. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng hoại không, không chẳng hoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là không. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không quên mất, đây là pháp không quên mất, đây là không. Tánh luôn luôn xả chẳng hoại không, không chẳng hoại tánh luôn luôn xả, đây là tánh luôn luôn xả, đây là không. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng hoại không, không chẳng hoại trí nhất thiết, đây là trí nhất thiết, đây là không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng hoại không, không chẳng hoại trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là không. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng hoại không, không chẳng hoại quả dự lưu, đây là quả dự lưu, đây là không. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng hoại không, không chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, đây là không. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hoại không, không chẳng hoại tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là không. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là không. Này thiện hiện, thí như hư không chẳng hoại hư không, cảnh giới hư không nội chẳng hoại cảnh giới hư không ngoại, cảnh giới hư không ngoại chẳng hoại cảnh giới hư không nội. Như vậy, này thiện hiện, sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc, thọ tưởng hành thức chẳng hoại không, không chẳng hoại thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, sắc giới chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không,
không chẳng hoại các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, địa giới chẳng hoại không, không chẳng hoại địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhân duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, các pháp từ duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các pháp từ duyên sanh ra. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, vô minh chẳng hoại không, không chẳng hoại vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng hoại không, không chẳng hoại hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng hoại không, không chẳng hoại bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la chẳng